Chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 Tiểu thuyết tình báo dài kỳ Tôi đi tìm cái chết của tôi Đêm hôm đó Nguyễn Thanh Bình khá băn khoăn Về cái hẹn với người đẹp Anh đâu cần tới cập nhung và đại tá tình báo Joseph, ba đẻ của cô gái. Những người có mặt trong bữa tiệc, anh chú ý đến Jack nhiều hơn. Jack sẽ giúp anh hoàn thành sứ mạng mà đại đoàn trưởng đã giao. Theo các điều khoản của Hiệp nghị Geneva, thì tên lính Pháp cuối cùng sẽ rời khỏi Hà Nội vào trước ngày 10 tháng 10 năm 1954 và sẽ tập kết tại Hải Phòng. Sau thời hạn 300 ngày, trên miền Bắc Việt Nam không còn bóng lính Pháp và lực lượng của họ nữa. Như vậy, vào ngày thứ 299, Bình sẽ tìm cách tách khỏi làn sóng người di cư để ở lại miền Bắc. Bình sẽ trở lại đơn vị cũ, gặp lại đại đoàn trưởng và các bạn đồng ngũ. Anh sẽ mặc lại bộ quân phục thân thuộc và sẽ về thăm vợ cùng thằng Cú Thành. Từ ngày theo trung đoàn thủ đô rút khỏi Hà Nội, anh chưa gặp lại vợ và chưa nhìn mặt con trai. Nó sinh vào tháng 9 năm 1947, Đến năm 1954 Thành đã 7 tuổi Không hiểu nó giống anh hay giống mẹ nó Liệu nó có nhận anh là bố không Dù sao Anh đã chót nhận lời cầm nhung Anh không thể Và cũng không nên rút lui Theo dự tính nữa Chiều hôm sau Bình dặn cô học trò tâm trinh Anh định đi dạo phố Chiều nay anh không ăn cơm nhà Em đi với anh Thanh Bình phải lựa lời để từ chối tâm trinh. Tôi đi lang thang vô định, trinh đi theo rất dễ bị mệt và mỏi chân. Gạt được tâm trinh, Thanh Bình thả bộ về phố Hoàng Diệu. Vừa trông thấy khách, Cẩm Nhung đã mở rộng hai cánh cổng sắt và tự trách. Cẩm Nhung thật thiếu sót, lẽ ra Nhung phải đưa xe tới đón anh. Cảm ơn, tôi sợ anh Jack và không có ý định chuộc lấy sự hiểu lầm với anh trần hào cẩm nhung mặc bộ đồ đầm bằng lụa màu tím huế thanh bình đoán được ngay dụng ý của chủ nhà màu tím huế để nhắc đến dòng dõi hoàng tộc của nàng quận chúa và để tôn thêm nước da vốn đã trắng hồng của cô gái lai vài lụa mỏng dính tô đẹp thêm được nét khiêu gợi trên cơ thể cân đối của chủ nhà cẩm nhung chủ động khoác tay lên vai khách giới thiệu Nhà có 8 phòng Trừ phòng ngủ của ba Phòng tiếp khách, nhà ăn Nhung có riêng 5 phòng Phòng hòa nhạc, phòng chơi bóng bàn, phòng ngủ Phòng khách riêng và phòng họa Nhung sẽ chơi nhạc cho anh thưởng thức Và giới thiệu những tác phẩm hội họa với anh Nhưng trước mắt Nhung cần tâm sự với anh đôi điều Cấm Nhung thổ lộ Là cô ta không yêu Trần Hảo Hảo có những cái Mà Nhung không cần và thiếu những gì mà nhung đang khao khát nhung đâu cần tới con trai nhà thầu khoán triệu phú vì nhung đã giàu rồi nếu không nói là quá giàu nhung cũng chẳng mơ tưởng đến địa vị bà chủ tương lai vì cái tước vị quận chúa con gái cưng của đại tá tình báo mà nhung đang có hơn hẳn cái hạo đem đến cho cô cẩm nhung chưa hài lòng về vẻ bề ngoài của trần hảo hảo cao một m sáu thấp hơn cô hai cm và gầy hơn trần hảo cũng không có vẻ hấp dẫn của một lực sĩ mà chỉ mang dáng dấp của một công chức sáng vác ô đi tối vác ô về cẩm nhung dự kiến sẽ ở lại việt nam không sống ở huế ở hà nội mà sẽ vào sài gòn chung sống với người nào đó mà cô thực sự ưa thích tin yêu nguyễn thanh bình rơi vào thế bí rõ ràng là cẩm nhung đã chấm anh anh có những cái mà cô tiểu thư đại các này cần Mà Trần Hảo chưa đáp ứng nổi Anh không thể cưới Cẩm Nhung Vì anh đã có vợ Anh không chút dung cảm trước cô ta Mà anh cũng chẳng cần thiết Phải gắn bó với nàng quận chúa Kiêu kỳ này Anh hỏi thăm dò Theo nhận xét của tôi Anh rắc si mê Cẩm Nhung Sao cô không gắn đời mình với rắc Cẩm Nhung không muốn có chồng là người Pháp Hoặc một người ngoại quốc nào đó dù sao công tặc tôn nữ Cẩm Nhung Cũng là quận chúa Nhung mang theo mặc cảm Về tội lỗi của mẹ mình Bà đã buông thả Dù những nhân vật có thế lực trong hoàng tộc Đều né tránh Sau ngày càng có nhiều người Xì xào to nhỏ về cô Một đứa con hoang đập lai Có tiếng chuông gọi cậu Nhung kéo thanh bình chạy xuống cầu thang Bà em về Cẩm Nhung sẽ giới thiệu với bà dép, tá năm chạc 54 tuổi thuộc loại cường tráng Vui tính ha mọt động Ông tiếp bạn của con gái niềm nở Thân tình Trong bữa cơm thân mật Ông khoe với Bình Cẩm Nhung đã luyện cho tôi cầm đũa Kỳ nào có khách Việt Nam Tôi không dùng thìa nữa Bà thuận tay trái Dùng đũa cả tháng Mà ba không gắp nổi con tôm Khi vào vẫn để cơm rơi vãi xuống sàn Đến nay Ba sử dụng đũa thành thạo như một người Việt Nam chính cống rồi. Thanh Bình chêm vào. Thưa bác, xin bác tha lỗi nếu cháu có tò mò. Bác có dự kiến mang theo đôi đũa ngà về Pháp không? Về Paris, bác còn giữ tập quán này không? Tất cả đều lệ thuộc vào Cẩm Nhung. Nếu Nhung cùng về Pháp với tôi, tôi sẽ giữ mãi thói quen này. Cháu đang thuyết phục cô Cẩm Nhung chiều theo ý bác đây. Cảm ơn anh. Trong lúc trò chuyện Ông Joseph đặc biệt quan tâm đến Thanh Bình Sau bữa cơm Trong lúc cẩm nhung đi tắm Tại tá Joseph đưa ra đề nghị Tại úy giác chịu trách nhiệm Lo phương tiện Để đưa khoảng một triệu người Việt Nam Ở miền Bắc đi cư vào Nam Nếu có thể anh nên giúp đỡ giác Thưa đại tá Tôi sẵn sàng Anh cứ gọi là bác cho thân mật Tôi chợt nảy ra một đề nghị tế nhị với riêng anh Xin bác cứ nói Tôi, Jack và mọi người Pháp Sẽ rời khỏi Việt Nam Trước khi hết thời hạn 300 ngày Người Pháp chưa từ bỏ Việt Nam đâu Để cái hận điện biên phủ lắng xuống Và khi chọn được thời cơ thích hợp Chúng tôi sẽ quay lại Và sẽ dựa vào anh Dựa vào cháu Thưa bác Cháu chưa hiểu ý bác lắm Với tôi, việc đó quá đơn giản Mạng lưới điệp viên cũ của tôi do phòng nhì pháp gây dựng không giữ được bí mật nữa trước sau những chủ mới cũng phanh phui sự thật trường hợp của anh sẽ là ngoại lệ anh sẽ là người của phòng nhì do tôi trực tiếp tuyển lựa công việc đầu tiên của anh là nắm được toàn bộ danh sách người di cư họ là ai đi đâu đến đâu có nguyện vọng gì giác sẽ trả lương cho anh người của chúng tôi sẽ tìm đến anh khi cần thiết không thể nhận lời hoặc từ chối với đề nghị hấp dẫn của Joseph, nên Thanh Bình nghĩ ra kế hoãn binh. Xin bác thư tư cho vài bữa, cháu tự xét mình không có chút khả năng làm tình báo và đề nghị của bác quá bất ngờ và quá hấp dẫn đối với cháu. Tôi chờ được, anh chỉ trả lời trực tiếp cho tôi, không qua người thứ ba nào. Cháu hiểu. Chỉ tay với Cẩm Nhung, Thanh Bình tìm đến địa điểm hẹn. Anh kể lại mọi việc cho Tuyết Mai Và đề nghị Cô xin chỉ thị mấy anh giúp tôi Tôi phần vần quá Chưa biết nên xử lý thế nào Hai ngày sau Thanh Bình đến gia đình cơ sở ở Bạch Mai Tuyết Mai đã chờ anh ở đó Cô giới thiệu Bác Ba Sơn sẽ nghe anh báo cáo Và sẽ chỉ thị cụ thể cho anh Ba Sơn chạc 45 tuổi Tóc chấm bạc Nhìn vẻ bề ngoài Bác giống một phu khuôn vác ở bến tàu Bác có nước da dám nắng Nụ cười đôn hậu Bác mặc độ quần áo xanh công nhân Xách theo bộ đồ chữa điện Bác Ba Sơn chủ động vào đề Theo ý đồng chí Tại sao đại tá Joseph Đưa ra đề nghị đó Ngay lần đầu gặp mặt đồng chí Cháu tin là đại tá Joseph Đã rất thành thật Khi trò chuyện với cháu Vì ông ta đang muốn nắm lực lượng di cư Ông ta đang rất cần tuyển lựa nhân viên phòng nhỉ Mà ta thường gọi là mật thám Bác Ba Sơn phân tích Các cán bộ lãnh đạo tỉnh báo Đều hết sức hài lòng với cháu Cháu đã có một cơ hội bằng vàng Mà khó chiến sĩ tỉnh báo nào gặt hái được Trong lúc hỗn quân, hỗn quan này Tại ta dù dép Do quá tin vào mối quan hệ Giữa cháu và Cập Nhung Nên đã bỏ qua khâu tập tra lý lịch Rất có thể Joseph muốn gây dựng cho cháu vì tên trùm tình báo này Đã chấm cháu Làm ý trung nhân cho cập nhung thưa bác cháu đã có vợ Có con rồi Việc gì mà cháu dễ lên Như địa phải vui vậy Đại đoàn trưởng gửi thư cho cháu đây Xin phép bác Thanh Bình lập nhập đọc Cháu Bình Các anh bên tình báo đã chính thức xin cháu Từ hôm nay cháu không còn Dưới sự chỉ đạo của bác Vì đại đoàn ta đã cắt quân số cháu Đồng chí Ba Sơn sẽ là người chỉ huy trực tiếp của cháu Bình trả lại bức thư cho người đối diện Bác Ba Sơn chỉ thị Từ giờ phút này Đồng chí là cán bộ tình báo Mang bí số A18 Nhiệm vụ của đồng chí vô cùng nặng nề Đồng chí phải đơn thương độc mã Hoạt động trong lòng địch Khác với mọi cán bộ tình báo Đồng chí chưa được chuẩn bị trước Chưa có khái niệm sơ đặc nhất Về nghề của mình thành bình im lặng trong tâm trạng xôn xao sáo động. Anh mà làm cán bộ tình báo ư? Tại sao anh phải xa rời đại đoàn thân yêu của anh? Anh lo. Có bao nhiêu câu hỏi anh nghĩ tới mà chưa dám tốt ra miệng vì anh chưa hình dung số phận sắp tới của anh sẽ ra sao. Bác Ba Sơn đặt tay lên vai anh. Cháu Bình, tổ chức biết rõ là cháu đã có vợ và đang mơ ước gặp con trai nhưng nhiệm vụ trước mắt đòi hỏi cháu phải hy sinh phải gác việc riêng vì không một ai có thể thay thế cháu nội từ bác cháu luôn sẵn sàng không đơn giản như vậy đâu một chiến sĩ ôm bọc phá mở đợt phá khẩu đòi hỏi phải nhanh nhẹn dũng cảm quyết tâm cao còn người cán bộ tình báo cần tỉnh táo mưu trí cần cái đầu rõ vì lợi ích tổ quốc của dân tộc nên có những việc mà mọi cán bộ đảng viên khác bị ngăn cấm, nếu vi phạm sẽ bị thải hồi, bị khai trừ, nhưng với một điệp viên có thể châm được. Xin bác cho ví dụ. Một tình báo Liên Xô hoạt động ở 12 nước khác nhau và ở nước nào anh ta cũng có tình nhân. Không thể kỷ luật anh ta về tội hủ hóa mà phải đánh giá anh ta bằng việc có hoàn thành sứ mạng được giao hay không thưa bác làm sao ta phân biệt nổi phẩm chất sa đọa và nhu cầu công tác trong cùng một sự việc thành bình bác không quyền cháu xúi cháu làm vậy nhưng trong tình thế của cháu cháu có quyền yêu cập nhung cưới cô ta nhận đại tá joseph làm bố vợ không không được như vậy là không trung thủy với vợ con như vậy là mất lập trường không phân biệt bạn thù và ta anh bạn trẻ tương lai cháu sẽ sống trong hàng ngũ địch giao du tiếp xúc hàng ngày với những nhân vật chống cộng hoặc có hận thù không đội trời chung với cộng sản cháu không có ai để bàn bạc tham khảo ý kiến mà nhất cử nhất động từ lời nói đến việc làm đều do cái đầu này quyết định cháu đã nghe đến cụm từ luồn sâu leo cao chưa dạ chưa Cháu phải che giấu lý lịch thật của mình Tìm cách luồn sâu vào hàng ngũ của địch Và càng leo lên địa vị cao bao nhiêu Càng tốt bấy nhiêu Cháu yêu cập nhung Không xuất phát từ trái tim Mà là phương pháp hành động Là thủ đoạn để luồn sâu leo cao Nguyễn Thanh Bình chớp chớp cặp mắt Để ý quan sát người đối diện Nhìn bề ngoài Bác Ba Sơn cục mịch quá Nông dân quá Mà sao trong bộ óc kia chứa đựng một trí tuệ uyên thâm Anh không bao giờ sánh kịp Anh lo quá Đang yên đang lành Bỏng cái mắt điệp viên Từ đâu rơi xuống Khoác vào cổ anh Anh không có ý định từ chối nhiệm vụ Vì làm như vậy là hẹn nhát Là đảo ngũ Xong anh đã bật dậy đứng nghiêm Báo cáo Từ đồng chí chỉ huy Tôi tự xét thấy còn quá non nớt trước sứ mạng nặng nề này bác ba, ba sơn chỉ vào ghế ngồi xuống anh bạn trẻ lẽ nào lãnh đạo cơ quan tình báo lại không cân nhắc khi tuyển lựa đồng chí quyết định đi nước cờ quá ư mạo hiểm thật là ngu ngốc nếu chúng ta bỏ qua làm ngơ không dám tận dụng cơ hội có một không hai bất ngờ đến với đồng chí hãy dáng huy động mọi nghị lực tiềm tàng của người cộng sản để đương đầu với mọi thử tách sẽ ập tới con ạ bác Ba Sơn ôm lấy Bình Bình gục đầu vào vai người đồng chí vị chỉ huy người mới tốt lên gọi anh là con bằng giọng thân thương mật thiết của người cha anh trả lời từ đồng chí chỉ huy đảng viên Nguyễn Thanh Bình hứa sẽ không phụ lòng tin của lãnh đạo tốt rất tốt đồng chí về nhận lời mời của Joseph và hợp tác chặt chẽ với Jack. Đồng chí cố kiếm cho mình địa vị kha khá. Khi đặt chân lên Sài Gòn, cô Tuyết Mai sẽ trao ám hiệu, tín hiệu hoặc quy ước bắt liên lạc trước ngày đồng chí rời Hải Phòng. Bác Bà Ba Bà Sơn đứng dậy, Nguyễn Thanh Bình siết chặt bàn tay đồng chí chỉ huy mới trước giây phút chia tay. Ngày sáng hôm sau, anh gặp lại đại tá Joseph và ngày tiếp theo anh đã cùng ngồi với dép với đại úy rắc xuống hải phòng chào ông ký trình đức cha mời cha ngồi nguyễn thanh bình lại tiếp một cha đạo từ ngày xuống hải phòng không hôm nào bình không tiếp những người mặc áo trùng thâm ở các xứ đạo khác nhau những ngày đầu bình thống kê mọi yêu cầu lên kế hoạch và báo cáo từng việc với jack cha a xin xe chuyên chở 350 người. Cha B yêu cầu cấp lều cho giáo dân. Cha C muốn có bác sĩ khám bệnh cho trẻ con. Bộ Y tế, Bộ Kinh tế xin phương tiện cho 2.000 người. Giác ký giấy giải quyết nhu cầu của các nơi một cách chóng vánh, làm ra bộ ngốc nghếch. Bình nêu thắc mắc. Anh Giác này, tôi không hiểu tại sao chúng ta phải nhúng vào việc này. Lẽ ra bên dân sự phải lo cho giáo dân di cư. Jack cũng cười Dân sự Ô là la Anh cho tôi hỏi câu này Giữa anh và tôi Ai muốn rút ra khỏi mớ bọc bong này hơn Chắc chắn là tôi Tôi muốn về quê hương Muốn rút bỏ bộ quân phục này Thế mà bộ tư lệnh Pháp Lại ủy nhiệm việc rắc rối này cho công binh Đại tá dồ dép Lôi tôi với anh vào cuộc Anh sẽ thay tôi nắm các đầu mối này Anh rắc này Anh có nghĩ là sẽ có ngày anh trở lại Việt Nam không? Giác làm dấu thánh giá một cách cầu thả và trả lời. Anh đã đọc hiệp định Geneva chưa? Người Pháp còn ở lại đây làm gì nữa? Dù sao, trước khi rút lui cũng phải... Thanh Bình rất thích những cuộc nói chuyện tay đôi giữa anh và Giác. Đây là lúc anh moi được nhiều tin tức nhất. Tâm trạng của tiên sĩ quan người Pháp có nhiều xáo trộn, buồn, vui, thất vọng, rồi hy vọng. Giác thực sự chưa muốn rời khỏi Việt Nam Sống cuộc đời đế vương Trên đất nước thuộc địa gia vàng Giác có quyền uy Có thế lực Muốn gì cũng đạt được Giác buộc phải rời khỏi đất nước này Nếu y không cảm thấy nhục nhã Vì nước Pháp đã thua Trong chiến tranh Và chính bản thân y đã thua Trong mối tình với cô gái mà y ưa thích Giác không thiếu đàn bà Quảng vài đồng Mò xuống xóm là y có thể chọn bất cứ người con gái nào mà y muốn cập nhung là trường hợp ngoại lệ cô gái này có dọc máu người âu thế mà cô ta lại không thích cùng với giác về pháp phải chăng do cập nhung mê trần hảo không hảo chỉ là người đến trước nếu pháp chưa thua ở điện biên phủ hảo đâu xứng đáng là tình địch của giác giác phải về pháp và hảo còn lại việt nam nên hảo đã thắng đã có lần thanh bình khuyên rắc quân đội pháp Đầu đã rút khỏi việt nam nếu anh vào sài gòn tạo một biệt thự rồi cưới cầm nhung rắc vỗ vai thanh bình ông giáo trường tư mù tịt với thời cuộc quân đội pháp đã rời khỏi việt nam nên dù có muốn tôi không thể ở lại đất nước này được về pháp tôi sẽ không quay lại việt nam để trở thành tù binh như tướng được các đâu Sao anh không phối hợp với ông Joseph thuyết phục cầm nhung cũng về Paris Khó khăn Vì trái tim nàng quận chúa Đang dành cho một người Trần Hảo Nếu là Trần Hảo không có gì đáng ngạt Cầm nhung để ý đến anh Tôi Một kẻ nghèo xác xơ Chưa có vị trí gì trong xã hội Nàng giàu và đại ta Joseph Sẽ tạo thế cho anh Anh giác Anh là bạn là tượng cấp của tôi nhưng cũng là đàn ông nếu anh đừng mặc cảm tôi đơn phương rút lui khi chưa giáp trận tôi sẽ giúp anh là thằng đàn ông tôi không cam chịu sống nhờ vợ lệ thuộc vào vợ cảm ơn anh nguyễn thanh bình tấn công cập nhung vì anh có sống chung với nàng quận chúa kênh kiệu này nếu anh vun vào cho rắc anh sẽ chiếm được cảm tình của sếp joseph và tấm lòng của đại úy công binh giặc rất hài lòng vì lời hứa của anh và giao việc anh phải nắm vững số quân và tài sản của các trung đoàn tiểu đoàn nếu cần anh phóng xe đến tận nơi kiểm tra rất nhiều lãnh đạo ngũ đã ở lại miền bắc nhưng cấp chỉ huy vẫn khai có tên trong danh sách để nhận lương số mìn thuốc nổ và những tài sản khác họ để lại cho địa phương một lại khai tăng lên thành 10. Anh nên rộng rãi với các trà đạo. Đây không phải là ý tích riêng của tôi, mà là chỉ thị của thượng cấp. Có như vậy, chúng ta mới kéo được nhiều giáo dân di cư vào năm. Những ngày có mặt tại trại, Giác bỏ hàng giờ để tiếp các trà cố. Với đầu óc còn buồn, Giác biết cách trục lợi nhiều nhất khi cần chi tiêu khoản tiền nào đó. Trà sứ đạo nở, ca tán về nơi ăn trốn ở của giáo dân quá khổ Giác rủ Bình đến tận nơi thị sát Bình làm thư ký kiêm phiên dịch Từ ngày sống chung Chưa bao giờ Bình thấy Giác vột vã Hồ hợi trò chuyện Với người dân Việt Nam Thuộc tầng lớp nghèo khổ Nhưng lần này Giác cho kẹo trẻ con Thư gửi với ông bà già Giác chấp nhận những lời phàn nàn Của cha đạo Và đưa ra những lời hứa hẹn Người Pháp là bạn của người Việt Nam Trông thấy dân khổ cực Chúng tôi không đành lòng Ngày mai các bạn sẽ có liều bạt, gạo, muối và thịt hộp. Trên đường về, rắc hỏi mình. Anh làm cách nào mà chiếm được cảm tình của đại tá Joseph nhanh như vậy? Mình không dám thổ lộ điều riêng tư với rắc vì chưa rõ rắc có phải là nhân viên của phòng nhị pháp hay không. Hoặc Joseph khuyên anh ta thử tách mình xem anh có ba hoa không nên đã trả lời lấp lực. Còn bố nào không ưa bạn của con gái và con rể tương lai mình Nhờ anh và cô Cẩm Nhung nên tôi được thơm lây Tại tá nhắn anh về Hà Nội gấp Có lẽ ông sẽ sao cho chúng ta kiếm chỗ ở kín đáo cho ông trước ngày bàn giao Hà Nội lại cho Việt Minh Còn Cẩm Nhung Tôi không rõ quyết định cuối cùng của nàng Hoàng đế Bảo Đại đang gió giết vận động để ông ta trở lại chính trường Nhưng Mỹ muốn dựng ngô đình diệm lên có phải Ngô Đình Diệm là con thượng thư Ngô Đình Khôi Sau cách mạng tháng 8 Chính Ngô Đình Diệm đã bị Việt Minh bắt Đúng, đúng đấy Ông ta bị giam cùng với vệ sĩ Đỗ Mậu Lúc đó Đỗ Mậu đang đóng lon cai Khố xanh Một cái hết sức trung thành với chủ Chính Đỗ Mậu đã cõng Ngô Đình Diệm vượt suối trèo đèo lật trốn Việt Minh khi ông vượt ngục. Cảm cái ân nghĩa đó, Ngô Đình Diệm coi Đỗ Mậu như con nuôi của gia đình họ Ngô. Tại sao Ngô Đình Diệm không theo sang Pháp để tỏ lòng trung quân ái quốc, tôn thờ hoàng đế bảo đại? Anh ruột của Diệm là giáo dụ Ngô Đình Thục. Thục gửi gắm em mình cho Đức Hồng Y giáo chủ Speckman. Ông này có thế lực ở Mỹ, đang cố gắng bằng mọi giá đặt đứa con đỡ đầu của ông ta ngồi vào ghế thủ tướng của miền Nam Việt Nam. Anh bỏ phiếu cho ai? tất nhiên mọi người pháp đều muốn bảo đại trở về việt nam nếu vì lý do nào đó ông ta không ngự trị trên ngai vàng lên ngôi hoàng đế thì ông ta cũng giữ cương vị quốc trưởng để đối đầu với chính phủ do ông hồ chí minh cầm đầu nếu bảo đại xuất hiện trên chính trường cầm nhung của anh sẽ trở về huế không đâu nhung chịu gò mình trong lễ giáo phong kiến và rất ghét ông ứng toàn người mà trên danh nghĩa đang là chồng của má cô Là cha đẻ của cô Vậy cô Nhung sẽ ngả về phía Trần hào. Nàng mới cự tuyệt Hảo hào không có trí khí Nam Nhi Anh ta quá lệ thuộc vào ông bố Chúc mừng anh Anh chắc thắng 100% Trong ván cờ không còn đối thủ Tôi chưa lạc quan lắm Hôm nay về Hà Nội Ta sẽ có lời giải đáp Anh xong chưa Anh và tôi hai chàng trai độc thân thường được gọi là đực rượu có gì mà phải chuẩn bị nào ta cùng đi đi anh làm tài xế chứ anh cho phép tôi tôi có thói quen đáng ghét là không tin tưởng vào tay lái của bất kỳ ai tôi thích ôm vô lăng điều khiển tay lái về hà nội nguyễn thanh bình đến trình diện ngay sếp của mình đại tá dù dép tiếp anh hết sức thân tình và sau vài câu thăm mỏi xã giao ông khóa cửa lại tâm sự 20 năm trước đây, đại úy Joseph được dịp tháp tùng bảo đại nhân dịp hoàng đế vi hành Bắc Kỳ. Vị sĩ quan Pháp trẻ tuổi, đẹp trai và có nhiều tài lẻ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của quận chúa Cẩm Loan. Đôi trai tài gái sắc đã thực sự mê nhau nên Cẩm Loan đã hiến dâng cho người tình ngoại quốc cái quý nhất của đời mình. Khi biết mình có thai, cô đã thú nhận tất cả với chú Bảo Đại nhưng mọi quyền lực của vị hoàng đế Cũng không giúp nổi cô Đến với người cô yêu Buộc lòng khuyên cô chấp thuận Về làm vợ của hoàng thân ứng toàn Người bằng lòng Nhận cái thai có sẵn Là con mình Tại vì Joseph bị thất tình Đã thể là sẽ Không tìm đến với người con gái thứ hai nào khác Và anh ta Đã giữ được lời hứa Tuy anh rất giàu Có địa vị ngày càng cao Và rất đẹp trai để thường cho mối tình trung thủy đó, quận chúa cẩm loan tuy không nói ra lời hoặc viết trên giấy đã trả cẩm nhung về cho người cha đẻ từ mấy chục năm qua. Cẩm nhung không chỉ là con gái yêu mà là máu là thịt là cả cuộc đời của đại tá sô xếp. Ông không tiếc bất cứ điều gì với con. Ông chuyển cách xưng hô với bệnh Tôi đã già rồi về pháp ta sẽ nghĩ cách rời bỏ bộ quân phục này để kiếm việc làm trước ngày về hưu mối lo ngại duy nhất choán hết mọi tâm trí ta là cẩm nhung ngừng một phút để nén xúc động ông tiếp với giọng ôn tồn chậm lắng cẩm nhung yêu con con có biết không thưa cháu linh cảm đến chuyện đó cái lý do con đưa ra để khước từ nó nó không những không giận mà có cảm tình với con hơn ta đã làm khổ cả cuộc đời cẩm loan nên ta chủ trương không can thiệp vào việc riêng của Cẩm Nhung. Bác sửa sự như vậy là rất đúng. Hôm qua, Cẩm Nhung đồng ý theo ta về Pháp với một điều kiện. Còn tự đoán xem, nó yêu cầu ta điều gì. Trước khi giờ Việt Nam, bác và Cẩm Nhung về Huế thăm bà Cẩm Loan. Không đúng. Cẩm Nhung khá tế nhị, nó không đặt bác và má nó vào hoàn cảnh khó xử. Cập Nhung đòi bác tổ chức đám cưới cho cô ấy với anh Jack theo phong tục Việt Nam. Điều đó quá đơn giản. Ở Pháp có nhiều tiệm ăn do người Việt Nam làm chủ, nên bác chỉ cần chi tiền, nói rõ mọi yêu cầu là sẽ được phục vụ quá mức hoàn hảo. Nếu vậy, cháu xin chịu. Tài tá Dô Dép kể lại câu chuyện riêng của hai cha con. Theo suy tính của Cập Nhung, thì Thanh Bình sẽ chưa nghĩ đến lập gia đình nếu chưa lập thân để tạo đà thuận lợi cho thanh bình cẩm nhung yêu cầu đại tá joseph đỡ đầu cho người cô yêu về pháp cô sẽ giám sát thanh bình khi anh có địa vị có tiền của cô sẽ tìm đến với anh và chắc lúc đó anh khó lòng khước từ cô đại tá joseph hạ thấp giọng thì tào bên tai thanh bình con đừng giận ta nếu ta nói điều này là người cha nếu được hỏi ý kiến lựa chọn giữa con và Jack Ta không chút ngần ngại khi nói rõ ý của mình Jack, Jack là đồng hương của ta Nếu cập nhung lấy Jack Ta không chỉ có hạnh phúc trước mắt là ở gần con gái, con rể tương lai Sẽ được quây quần bên đàn cháu ngoại Tuy nhiên ta chấp nhận sự lựa chọn của cập nhung Với hy vọng là thời gian sẽ giúp nó thay đổi ý kiến Cháu nghĩ rằng một khi đã sống ở Paris gần bác, gần anh Jacques, cô Cẩm Nhung sẽ chọn Jacques. Tại ta Joseph dép khoát tay. Thôi, ta hãy gác chuyện đó lại. Trước mắt, ta định cất nhắc con. Con sẽ giữ chức trưởng phòng cho cơ quan của ta. Ta sẽ gửi gắm con cho các bạn của ta. Và con sẽ có cương vị đáng kể trong tộc nha an ninh quốc gia của chính phủ Nam Việt. Con nên chọn tên khác ta sẽ gọi con là nguyễn hải phòng vì ta gọi con từ hải phòng về theo ý của cẩm nhung cháu vô cùng biết ơn mong bác luôn tư từ chỉ bảo cho cháu nhất định rồi ba ngày nữa ta sẽ rời hà nội với cẩm nhung rất có thể ta sẽ vĩnh viễn không quay lại hà nội nữa nên ta muốn con sống chung với ta những ngày này thanh bình từ chối khéo vì anh còn biết bao nhiêu việc phải làm ở hà nội nếu sống trong nhà số rét anh sẽ mất hết tự do mỗi bước đi đều bị giám sát theo dõi anh bàn cháu rất sung sướng trước vinh dự và tình cảm bác dành cho vì bác đã bộc lộ tâm sự nên cháu mạnh dạn xin phép không nhận lời bác vì sao bác đừng nên thả về rừng cháu sống cùng nhà với cặp nhung ba ngày thì tình cảm giữa cháu và nhung sẽ phát triển và nếu cháu không giữ được Cẩm Nhung sẽ rơi vào tình cảnh Của bác Cẩm Loan trước đây Mặt khác cháu còn phải hợp tác với Jack Bác có ý định thúc giục anh Jack So gươm đấu súng với cháu không? Tại tá Joseph cười sặc sụa Ông khen bình Giỏi, tháng này giỏi Những đứa thiếu bản lĩnh Sẽ bập lấy cơ may hiếm có này Để cầu thân, để nịnh nọt Toàn hót sư phụ Xong con đã tôn trọng ta Theo cách kiểu mà ta hết sức hài lòng Ông già rút trong tấm ảnh Cỡ sáu chín Mà lão chụp chung với cặp nhung Để phía sau Tặng Nguyễn Hải Phòng Còn đỡ đầu của ta Bà Đại tá Joseph Dép Rồi trao lại cho Bình Còn giữ lấy món quà này Làm kỷ niệm trước lúc chia tay Còn không nên gặp lại cô học trò nhỏ Lê Tâm Trình nữa Mà nên về Hải Phòng sớm hơn tương lai con sẽ đảm nhiệm an ninh trong số người miền Bắc di cư vào năm. Ta không báo trước để con chuẩn bị vốn khi ra mắt những ông chủ mới của con tại hệ tộc nha an ninh quốc gia. Đại tá Joseph ôm hôn đứa con đỡ đầu, hết sức thắm thiết. Thanh Bình quay về khách sạn, anh đến điểm hẹn ở Bạch Mai, đúng giờ quy định. Bác Ba Sơn đã chờ, bác im lặng nghe A18 báo cáo có lẽ rất ít cán bộ tình báo lọt vào hàng ngũ của địch thuận lợi như A-18. Và cũng chưa ai leo nhanh trên nước thang danh vọng như anh. Tại ta Joseph đã mất cảnh giác ư. Tên trùm gián điệp này đã bị tình cảm chi phối, lấn áp lý trí. Với thương lòng với cẩm loan, chồng lão trỗi dậy và tình yêu của người cha cô đơn với nỗi đe dọa bị mất đứa con gái độc nhất đã thúc đẩy lão không phải là kẻ ban ơn mà phải mang ơn thanh bình không phải bất cứ điệp viên sừng sỏ với nhiều kinh nghiệm từng trải nào cũng lọt vào hàng ngũ địch êm như thanh bình bác ba sơn trân trọng những tư liệu của a mười tám cung cấp và nói thẳng những nhận định của mình với nguyễn thanh bình rồi chỉ thị không phải ngẫu nhiên mà joseph đổi tên đồng chí là nguyễn hải phòng dù dép tung đồng chí công khai là nuôi ý định gắn bó với đồng chí lâu dài nên tận dụng triệt để lợi thế luôn càng sâu leo càng cao. Nguyễn Thanh Bình nhất nhất tuân theo vì anh đã hiểu nhiệm vụ phải làm. Nguyễn Thanh Bình hết sức bỡ ngỡ khi đến Sài Gòn vì không có người thân thuộc nào cùng đi, vì lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất phồn hoa đô hội. Vì anh không hình dung ra Cách sống sắp tới sẽ ra sao Ăn ở đâu, ngủ tại đâu Làm việc như thế nào Anh tầm cảm ơn Joseph Đã tận tình chỉ vẽ Trước ngày anh rời Hà Nội Không phải vì anh mà vì cô con gái yêu của ông Ở trong nghề Nên ông nhận ra Những kẽ hở trong lý lịch của anh Ông không mảy may nghi ngờ anh là Việt Minh Hoặc có dính líu chút nào tới Cộng sản Muốn con rể tương lai xuất hiện trên vũ đài chính trị Sài Gòn, không trong tư thế của nhân viên quèn mới tập tĩnh bước vào nghề, mà là một điệp viên có tầm cỡ, ít nhất trong cương vị một trưởng phòng, nên ông đã đến khách sạn tìm anh. Anh vừa từ Bạch Mai về, đang ngâm mình trong bồn tắm, thì nghe có tiếng gõ cửa. Ai đó? Ba đây, Joseph dép. Để tỏ lòng sốt sáng vô vập của mình, anh quắc vội cái khăn tắm lên người ra mở cửa. Cháu xin lỗi bác Cháu có thói quen thật đáng trách Là bắt bộ não của mình phải làm việc Ngay cả lúc mình đang nằm trong bồn tắm Còn nghĩ gì vậy Còn có thể trao đổi với ta được không Thưa bác Bác mong muốn về Paris bao nhiêu Thì cháu lo lắng khi phải rời Hà Nội Rất có cái nơi trồn nhau cắt rốn Để vào miền đất xa lạ bấy nhiêu Cháu chả có ai để bầu bạn Cháu sẽ sống ra sao đây đã có phút dù chỉ thoáng qua thôi cháu định liều ở lại hà nội cháu là thầy giáo dạy tư chưa làm gì nên tội để việt minh trừng trị cháu mặt khác cháu nuôi tham vọng sẽ làm được điều gì đó để không phụ lòng bác và cẩm nhung trong lúc thanh bình vào phòng tắm mặc quần áo đại tá dồ dép tả người xuống xa lông chầm thuốc khoan khoái rít từng hơi dài tự tưởng vì mình đã dự đoán đúng một tình huống. Lúc chia tay với con rể hở, ông đã cố ý trao cho nó lá bùa hộ mệnh bằng lời để tặng thân tình sau tấm ảnh. Nhưng ông chưa thật yên tâm về con đường công danh của con. Ông không thể trong phút chốc có thể ngồi nhét kinh nghiệm tình báo cho con rể. Dù nó có thông minh xuất chúng, nhưng ông thừa sức biến nó từ thầy giáo dạy tư sang một điệp viên của phòng nhị pháp muốn thế ông phải tạo ra hồ sơ gốc về nó và lý giải thời điểm nó gia nhập phòng nhị bí số của nó và nhiệm vụ đã hoàn thành cho drampino như người chủ trong phòng ông chỉ ghế đối diện ngồi xuống đây con và cảm ơn đã bộc lộ nỗi lòng muốn ở lại việt minh để khỏi phải xa rời hà nội vì gây dựng cho con ta muốn thống nhất với con một việc hệ trọng Cháu xin nghe Joseph nói lại ý nghĩ của mình Rồi kết luận Chiều ngày kia ta sẽ bàn giao tất cả Cho những ông chủ tương lai của con Trong đó có tập hồ sơ gốc này Ba không giải thích được tất cả Con đọc đi để khi ai đó có tập tra Con lý giải cho khớp với hồ sơ Sáng mai trước khi ra Hà Nội Con phải hoàn toàn trả hồ sơ cho ba Ba làm việc tại văn phòng Đến 9 giờ sáng Nhớ là không được cho ai đọc kể cả rắc cập nhung và con chỉ giao trực tiếp cho bà thôi cháu không biết nói gì để bác hiểu cháu là cháu mang ơn bác dẹp cái trò xã giao đi có người cha nào lại kể ơn với con mình đâu rồi dép dành hẳn hai tiếng đồng hồ bồi dưỡng nghiệp vụ cho anh giới thiệu những nhân vật anh cần giao dịch cần tranh thủ cần đề phòng anh không ghi chép mà lắng nghe với vẻ chăm chú đặc biệt Lão già hối hận vì cuộc tình giang dở trong hơn hai chục năm đặc đẳng, kèm theo nỗi lo sợ bị mất nốt đứa con gái mà lão vô cùng yêu quý, đã đẩy lão vượt qua khốn khổ của người tình báo. Lão đã mê muội trong chừng mực nào đó, trước ý đồ tạo thế đứng cho chẳng rể tương lai, trước yêu cầu của con gái lão, ít nhiều đã có cảm tình với Thanh Bình, và lão đang ở trong tâm trạng một kẻ thua trận sắp cuốn gói ra đi sắp rời xa vĩnh viễn cái đời gem Pino mà lão đã dành cả cuộc đời để tạo dựng nên Joseph chuẩn bị cho thanh bình hết sức chú đáo và tỉ mỉ cả hồ sơ cốc cần thiết nguyễn thanh bình nghiễm nhiên trở thành một chuyên viên ngang cỡ trưởng phòng trong tộc nhà an ninh với tên mới là nguyễn hải phòng không chút trục trặc nhỏ lá bùa hộ mệnh mà Joseph trao cho anh cũng rất giá trị. Tuy nhiên, đại tá này đã lặn khỏi chiến trường, nhưng cái uy, cái danh, cái tình của lão vẫn lưu lại trong số thuộc hạ. Cẩm Nhung cũng được nhiều tên biết tới và nàng thường là đề tài giúp anh lão quen, anh phô trương thành thế trong những ngày đầu nhập cuộc. Vào Sài Gòn, Thanh Bình bỡ ngỡ đủ thứ nhưng việc đầu tiên anh phải tự xác minh là phải tạo nên lối sống riêng. Nhiều đứa bạn vốn ngưỡng mộ dồ dép khuyên anh rất thành thật. Cậu phải sống giả láng mới nhập cuộc đối với dân Nam Kỳ. Thanh Bình nghiệt ngẫm lời khuyên ấy, nhưng anh không muốn mình bị xa đọa Anh là dân miền Bắc, phải theo tập quán và nếp sống của người Hà Nội. Anh lễ phép với các bậc cao niên, tôn trọng bạn đồng nghiệp yêu quý trẻ em Gặp ai anh cũng tự giới thiệu Mình là Nguyễn Hải Phòng Xong không có người Sài Gòn nào Gọi tên anh Mà đều gọi anh tùy theo tuổi tác của họ Cậu hai Chú ba Ông Tư Phòng Anh năm Hải Phòng Thành mình nghĩ nên nhận là hai hà Để nhớ mình là người Hà Nội Hay hai quân Để kỷ niệm những ngày anh ở quân đội Phải rồi Anh sẽ dùng tên Nam Bộ là Hai Lâm. Lâm có nghĩa là rừng, mỗi lần nghe gọi tên Hai Lâm là sẽ nhắc nhở đến thời gian anh ở rừng Việt Bắc để anh không quên những đồng chí trong kháng chiến chống Pháp. Anh cũng quen dần với lối xưng hô bỗ bã nhưng rất thân tình của các ông cha bà má Nam Kỳ. Ở miền Bắc, từ ngày lớn lên, anh chưa bị ai gọi là thằng, nhưng ở đất Sài Gòn, các má luôn gọi anh thằng Hai Lâm, Nghe ta nói nè, thằng hai lâm mày không đến đúng hẹn là tao giận đó nhủ thằng hai lâm vô tao biểu thành bình quyết biến mình thành một chuyên viên theo kiểu công chức mẫu mực sáng vác ô đi tối vác ô về cần mẫn đúng giờ đúng nguyên tắc anh không hút thuốc không uống rượu không để ý thậm chí không buông lời nói đùa hoặc tán tỉnh bất cứ cô gái nào đã có người gọi anh là thầy tu một chuyên viên trong tổng cục an ninh đã trầm trọc anh. Hai Lâm, mày có ưng ý nghe tao kể chuyện cổ tích không? Kể đi. Ngày xưa ngày xưa, nên nhớ là chuyện cách đây một ngày cũng là chuyện ngày xưa. Có một chuyên viên đến khám bệnh. Bác sĩ hỏi, anh có uống rượu không? Thưa không. Anh có hút thuốc lá không? Không. Anh có vợ chưa? Chưa. Anh phải trả lời rất thành thật với tôi câu này Anh có xuống xóm chơi với các chị em không? Tôi chưa nghĩ tới điều đó Nghe trả lời Viên bác sĩ đã nói thẳng với bệnh nhân Người ta có những khoái lạc Mà loài vật không có được Anh không biết hưởng những điều đó Thì chữa bệnh làm gì? Anh nên chết quách đi cho xong Những lời nói khích tương tự Nhằm lôi kéo thúc đẩy thanh bình Tham dự vào cuộc nhậu nhẹt Xong anh quyết từ chối thanh bình đã tạo được lớp vỏ bọc vững chắc anh làm quen kết bạn với nhiều nhân vật có thế lực có vị trí quan trọng trong tổng nha an ninh và phân chia chúng thành nhiều loại vào tổng nha an ninh hơn 2 năm rồi mà điều băn khoăn giải dứt nhất của thanh bình là chưa liên lạc được với tổ chức phải chăng bác ba sơn đã quên anh anh mới gia nhập làng tỉnh báo nên anh không có đường dây liên lạc nào không được trang bị điện đài Và cũng chẳng nắm được cơ sở nào Ở Sài Gòn Hay là do anh lấy vợ Cẩm Nhung bay về Huế thăm má Cô hỏi riêng bà Má này Chỉ còn chưa đến một tháng nữa Là hết thời hạn 300 ngày Theo hiệp định Geneva Ông Joseph khuyên con về Paris Bà Cẩm Loan đoán được ý con gái Thích ở lại Việt Nam Nhưng không muốn sống chung với một mái nhà Cùng ông ưng toàn nó không thích gọi ông là ba và cũng chưa lần nào nó công khai nhận ông joseph là ba của nó trước mặt bà nó né tránh vết thương lòng bà nên khuyên con như thế nào nếu bà ngỏ ý muốn tậu cho con gái ngôi biệt thự ở sài gòn để nó ở lại chắc ông joseph sẽ chiều theo nhưng làm như vậy bà sẽ tước của ông nguồn vui duy nhất bà còn những đứa con chung với ứng toàn Chứ ông Joseph Có còn ai thần thích đâu Bà thương người tỉnh cũ quá Đã nhiều lần bà nhắn tin Bà nhắn nhủ Và lần cuối cùng bà đã vượt qua Mọi lễ giáo phong kiến Viết thư đến ông Khuyên ông đi lấy vợ nhưng ông không nghe Ông chỉ nghĩ đến bà chung thủy với bà Bà đành phải nhường cập nhung cho ông Bà ướm hỏi con Ý con thế nào Con có định đi cùng ông ấy về Paris không còn phần vần quá má ạ Còn tú thực là cho đến giờ phút này Chưa biết mình nên đi Hay nên ở lại Còn nói lý do cho má nghe thử đi Con thường ông dồn dép Ông sống đơn độc Bà má ông chết rồi Để lại một gia tài với khoản lợi tức hàng năm Đủ bảo đảm cho ông ta Và con có cuộc sống vương giả Ông chưa giải ngũ Nên tiền lương đại tá Cũng dư thừa mua xe hơi, nhà lầu Ông Joseph có đệ tử ruột là đại úy Jack. Với Paris, Jack sẽ xin giải ngũ để trở thành ông chủ đồn điền trồng nho và cưới con nếu con ưng ý. Con đã nhận lời Jack chưa? Còn với Jack chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Jack đã hai lần ngỏ lời, xong con đã khước từ. Bà Cẩm Loan đoán được ý định của người tình cũ. Ông sẽ dành hết mọi tình thương cho Cẩm Nhung sẽ vun đắp sao cho cẩm nhung trở lại thành bà chủ đồn điền trồng nho với tài sản hiện có ông sẽ bù đắp cho con gái quản hồi môn sáng giá để đổi lấy hạnh phúc được quây quần bên đàn cháu ngoại bà có nên phá vỡ đạp đổ phương án của ông hay không dù sao do nhiều lý do và cũng vì tế nhị bà không thể công khai bỏ phiếu ủng hộ ông bà cố diễn đạt ý mình bằng câu phát biểu chung chung. Việc của con má không thể quyết định thay được. Nếu ở lại, con khó có điều kiện về Paris. Ngược lại, đang ở Paris, nếu con muốn trở lại Sài Gòn, bao giờ cũng dễ hơn. Ở Paris con sẽ gặp má, con nhớ má quá chừng. Đây là câu khâu chốt trong tâm tư của Cẩm Nhung. Nhưng làm sao có thể cùng một lúc sống cạnh ông mà vẫn được ở gần má Bà vẫn bám lấy ý cũ Trước mắt Con nên về Pháp về con sống ở Paris tạm thời Vài ba năm Hoặc con sống với Jack đến răng long đầu bạc Là do con định đoạt Các bạn vừa nghe xong phần 2 Tiểu thuyết tình báo dài kỳ Của tác giả Nguyễn Trần Tiết Tôi đi tìm cái chết của tôi